Chúa theo Thánh Matthew, chương 9, câu 36 đến câu 38, chương 10, câu 1, câu 6 đến câu 8. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngàn đời, Thiên Chúa đã thể hiện Ngài chính là Thiên Chúa giàu tình yêu. Lịch sử của ơn cứu độ còn đó như bằng chứng hết sức lớn lao về sự không vô cảm nhưng nghiêng mình xuống của Thiên Chúa để thể hiện lòng xót thương trên nhân loại. Cũng vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, đã thể hiện tình yêu thương không mệt mỏi của người. Bài Tin Mừng theo Thánh Matthew mà hôm nay Hội Thánh đề nghị chúng ta suy niệm là một trong những bằng chứng về lòng thương cảm của Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Ngoài ra, Tin Mừng còn cho thấy vô vàn lần Chúa xót xa những cảnh đời bế tắc khác. Người chữa lành cho phụ nữ bị loạn huyết 12 năm, chữa cho người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt. Chúa xót xa trước giọt nước mắt đớn đau của người mẹ khóc con, của người chị khóc em, như trường hợp Chúa cho đứa con của bà quá thành Na-im hay cho La-gia-rô sống lại. Người đã chạnh lòng trước cái chết của người đầy tớ của ông đội trưởng hay cái chết của con gái ông trưởng hội đường. Người lập tức chữa lành cho tên lính đã từng bị thánh Phê-rô chém đứt tai mà không cần bất cứ một điều kiện nào, dù lúc đó Chúa đang bị người ta lên án và sẽ giết chết Chúa ngay sau đó. Đến giây phút cuối đời, lúc mà Chúa phải chết thảm trên thánh giá, Chúa vẫn chạnh lòng thương đối với những kẻ giết hại Chúa. Khi xin ơn tha thứ cho họ, Chúa đã hứa ban phần rỗi cho người trộm cùng bị đóng đinh với Chúa. Chúng ta không thể kể hết những lần Chúa chạnh lòng thương đối với con người. Chỉ xin được nhìn ngắm bài học chạnh lòng thương của Chúa, để chúng ta cũng sống tình người bằng lòng bác ái, vị tha, đón nhận, cảm thông giữa người cho nhau, vì nhau trong cõi đời này. Để học tập sự chạnh lòng thương của Thiên Chúa, người Kitô hữu phải luôn luôn đinh ninh rằng yêu thương là hạnh phúc, cho đi hay nhận lại đều là niềm vui. Hãy để cho niềm xót thương luôn ngự trị trong tâm hồn, để tâm hồn bình an.
hãy để cho hạnh phúc của tình yêu lên ngôi trong cõi lòng, để những ai sở hữu nó đều biết nhân rộng, làm cho niềm hạnh phúc do thái độ yêu thương sẽ lớn mãi trong nhân loại này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không vô tâm trước những hoàn cảnh đáng thương của đồng loại xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn thấm thía, hiến thân là nhận lãnh, quên mình là gặp lại bản thân, thứ tha để được tha thứ, dám hy sinh để được vui sống muôn đời. Amen.